Ok anh em, mình ngồi đợi mãi mà éo thấy cái update patch note đâu. Định cover qua cho anh em nhưng mà không thấy. Thế là đằng nào mình cũng đang định đăng clip bảo anh em là comment, mình review. Mình thấy mình khá lâu rồi mình chưa review, cũng quên mất, bé mất đi đấy. Cũng không thấy ai hỏi thì mình cũng quên. Thì anh em comment phía dưới, mình sẽ vẫn như mọi khi thôi, anh em nào mới vào thì không biết thì mình sẽ nói lại. Đó là ghi tên trong game, ghi mục tiêu trong game, ví dụ đi PvP, PvE, hay là đang có đồ muốn nâng ai, nhặt ai, hay là làm thế nào để đánh Nu Mephisto khỏe hơn, hay là đánh tràn Boss Raid, hay là đánh thằng này Survival gì đấy, chắc mẹ nhầm. Tùy, thì đó nó chỉ thế thôi. Hôm nay ra cái ảnh 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 ảnh, ảnh nền banner của bọn gì nhỉ? Phoenix Force đó, cũng khá đẹp nhưng mà rất là khá đẹp, là rất là đẹp nhưng mà không có thông tin gì khác. Thì mình dự đoán là có thể là tối nay có thể sẽ ra, nhưng mà bây giờ bên mình là 7:30 rồi mà quá giờ học của mình rồi, mình phải quay lại ngồi bàn học á, thì mình không có thời gian mình ngồi mình đợi patch note đó. Còn có thể nửa tiếng nữa nó có thì thôi mai cover luôn một thể. Và tiếp nữa là thì có thể là trưa mai khoảng sáng sáng trưa mai gì đấy ở Việt Nam sẽ ra cái update. Thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ không có một cái gì mới đâu, mà nó sẽ chỉ có thêm là ba cái uniform ở đây luôn. Sau đó nữa là nó có thêm, có thể là sẽ có thêm một số thông tin khác ở cái Timeline Survival, thì cái đấy mình sẽ phải xem xét sau. Nhưng mà đó, anh em cứ comment phía dưới, mình sẽ mang kia. Lần này, tại vì update này đợt này ấy, nó bé và nó không có gì nhiều, thì có thể mình sẽ làm nhiều clip review hơn mọi khi. Ví dụ khoảng 3 clip hay là 2, 4 clip gì đấy, thì cũng tùy, nhưng mà đó. Ok, thế thôi, tất cả đó là tất cả những gì mình muốn nói. Thank you anh em, bye bye.